Ngài là sức sống của con Lời Ngài là ánh sáng đời con Lời Ngài làm chứa hy vọng Là đường để con hằng mưa Lào đế tua Giêsu Christos ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh kính mời quý vị lắng nghe và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay, qua hướng dẫn của linh mục Anton Nguyễn Thế Nhân, kính chúc quý vị một buổi tối suy niệm sốt sáng và an bình trong Chúa. Nhân chờ và con và Thánh thần. Amen. Hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm 2023. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: Nếu tôi làm chứng về chính mình thì lời chứng của tôi không thật có đấng khác làm chứng về tôi và tôi biết lời người làm chứng về tôi là lời chứng thật chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan và ông ấy đã làm chứng cho sự thật phần tôi tôi không cần lời chứng của một phạm nhân nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ ông Gioan là ngọn đèn cháy sáng và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông ấy trong một thời gian nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan. Đó là những việc Chúa Cha đã trao cho tôi để tôi hoàn thành. Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi. Chúa Cha đấng đã sai tôi cũng đã sai người, chính người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng người cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan người các ông đã không để cho lời người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào đấng người đã xoay đến. Các ông nghiên cứu kinh thánh vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời, mà chính kinh thánh lại làm chứng về tôi. Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống. Tôi không cần người đời tôn vinh, nhưng tôi biết các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa tôi đã đến nhân danh cha tôi nhưng các ông không đón nhận nếu có ai khác nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ thiên chúa duy nhất thì làm sao các ông có thể tin được các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với chúa cha kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-xê, người mà các ông tin cậy vì nếu các ông tin ông mô xê thì hẳn các ông cũng sẽ tin tôi bởi vì ông ấy đã viết về tôi nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông còn không tin thì làm sao tin được lời của tôi nói Kính thưa Cộng đoàn Phục vụ những gì mà chúng ta vừa được lắng nghe trong tin mừng ngày hôm nay quả là những lời lên án rất nặng nề của Đức Giêsu dành cho đám đông người Do Thái. Điểm đặc biệt là tin mừng hôm nay được xem là tin mừng có nhiều chữ không nhất. Các ông đã không bao giờ nghe, các ông không tin, các ông không muốn đến cùng tôi, các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa, và tương ứng với bốn chữ không ấy là bốn cơ sở để làm chứng về Đức Kitô Đó là ông Doan Tẩy Giả, đó là Thiên Chúa Cha, đó là Kinh Thánh và đó là ông Mô Sê. Thánh sử Doan rất thích sử dụng những sự trùng lập ấy để nói đến một điểm căn cốt nhất. Đó là sự trai đá trong đức tin của đám đông người Do Thái. Và nếu chúng ta đọc ngược lại vài câu của chương 5 trong tin mừng theo Thánh sử Gioan, chúng ta sẽ thấy được sự trai đá của họ còn biểu hiện qua sự trai lì trong tình yêu và trong tình yêu thương dành cho chính đồng loại của mình. Mà cụ thể là dành cho anh chàng đau ốm 38 năm tại cửa chiên mà Đức Giêsu chữa lành cho anh. Kính thưa cộng đoàn, sự chai đá trong tương quan đức tin với Thiên Chúa và sự chai lì trong tình yêu trong tương quan tình yêu với tha nhân là hai mối tương quan ruột thịt với nhau. Tại sao con lại nói như thế? Bởi vì thật khó lòng để yêu để thương ai đó nếu chúng ta không biết xây dựng tình yêu đó trên tương quan trên niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa và thật là dễ hiểu khi mà chúng ta yêu thương người khác, biết yêu thương người khác vì chúng ta yêu mến Thiên Chúa, vì chính anh chị em chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa và được tạo dựng theo đúng khuôn khổ của Thiên Chúa. Đức Kitô lên án rất mạnh mẽ về lối sống của đám đông do thái trong tin mừng với bốn chữ không và trên bốn nền tảng cơ sở của niềm tin. Nếu không cẩn thận, chính mỗi người chúng ta cũng bị và cũng phải gánh những lên án ấy khi mà chúng ta để chính mình ra chai đá trong tương quan đức tin và trong sự chai lì nơi tương quan với tha nhân kính thưa cộng đoàn hành trình mùa chai thánh luôn là thời điểm tốt nhất để chúng ta nhìn lại bản thân của mình gọt rũ mình gọt bớt đi những chai đá những chai lì của chúng ta bằng những hy sinh những hãm mình và quan trọng nhất là biết canh tân để sống lại đời sống tương quan với Thiên Chúa và Tha Nhân. Và giờ đây, với những ý nguyện ấy, nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em và đồng hành với anh chị em trong hành trình canh tân đời sống của mỗi người. AMEN Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.